Mùa hè năm 2019, trận chung kết Europa League diễn ra giữa hai đội bóng toàn Anh là Chelsea và Arsenal. Sự góp mặt của hai đại gia thành London khiến trận so giày trở nên nóng bỏng, chẳng kém bao nhiêu so với trận chung kết Champions League diễn ra sau đấy mấy hôm. Ở Premier League, The Blue đã vượt qua chính pháo thủ trong cuộc đua top 4 để giành vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, do cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc ở giải ngoại hạng, Arsenal sẽ phải thắng trận này để có vé tới sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa sau, nên sự quyết tâm chiến thắng trong trận đấu này của Arsenal là rất lớn. Arsenal có những lợi thế rất tốt trước khi trận đấu này diễn ra. Họ có hẳn 2 tuần nghỉ ngơi và các cầu thủ trụ cột của đội bóng cũng đang có thể lực tốt nhất. Dù đã quá hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, song có lẽ do tính chất của trận chung kết mà hai bên đều nhập cuộc vô cùng thận trọng, thể hiện rõ sự chắc chắn trong từng đường bóng. Hết hiệp 1, hai đội bước vào đường hầm mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, Chelsea đã có một bộ mặt hoàn toàn khác so với hiệp 1. The Blue chủ động tấn công và đẩy nhanh trận đấu. Ngay sau 4 phút khi hiệp 2 mới bắt đầu, Chelsea đã tạo ra lợi thế dẫn bàn. Hậu vệ trái Emerson đã không phụ lại sự tin tưởng của ông thầy Sarri khi tung ra quả chuyền biến hóa vào vòng cấm địa Arsenal, lao người đánh đầu hiểm, hạ gục đồng đội cũ Peter Cech. Với sự tôn trọng dành cho đội bóng từng khoác áo, chân sút người Pháp ăn mừng rất kiềm chế, dù rằng đó rõ ràng là bàn thắng cực kỳ quan trọng, tạo ra một lợi thế vô cùng lớn cho Chelsea để kết thúc trận đấu trong hiệp 2. Phút thứ 60, từ đường chuyền lỗi của Marlon Niles, Chelsea đã tổ chức tấn công nhanh và Hazard bẻ lòng đưa bóng vào trong cho Pedro tung ra cú sút chân trái. Bóng đi lập bập vô cùng khó chịu và Peter Cech đã bị đánh bại lần hai. Tuy nhiên, tấn bi kịch của Arsenal tại Baku chưa dừng lại ở đây. Phút 64, Maitland Niles một lần nữa trợ giúp The Blue bằng hành vi đẩy ngã phía sau khá thô với Giroud, và trọng tài người Italia Gianluca Rocchi không chần chừ chỉ tay vào chấm phạt đền. Eden Hazard lãnh trách nhiệm sút 11m và ngôi sao người Bỉ đã dễ dàng hạ gục thủ thành Peter Cech. Trong thế túng quẫn, huấn luyện viên Emery tung liên tiếp Iwobi và Guendouzi vào sân. Quyết định đó ngay lập tức phát huy hiệu quả khi chính Iwobi mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 69 sau cú sút khó không thể cản phá. Song chút ánh sáng le lói vừa được thắp lên phía cuối đường hầm đã sớm bị vụt tắt. Phút thứ 72, sau khi cướp bóng từ Aubameyang, Hazard tổ chức đợt tấn công bằng màn phối hợp 1-2 với Giroud, và chính anh kết thúc gọn gàng, không cho Peter Cech một cơ hội nào. Với màn trình diễn bùng nổ trong 45 phút hiệp 2, đã giúp Chelsea giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Arsenal để lần thứ 2 trong lịch sử nâng cao chức vô địch Europa League.